Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tự chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chính thức, MU phá lệ vì Neymar Dramatic. Manchester đã bất ngờ phá lệ để trói chân tiền vệ Neymar Dramatic đến tháng 6/2023. Từ lâu Manchester đã áp dụng chính sách gia hạn hợp đồng từ năm 1 với các ngôi sao ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, quỷ đỏ đã phá lệ khi trao cho Neymar Dramatic hợp đồng mới kéo dài đến tháng 6/2023. Tiền vệ người Serbia sẽ tròn 32 tuổi vào đầu tháng 8 tới và còn hợp đồng 1 năm đến tháng 6/2021. Bản hợp đồng sẽ giữ chân anh ở Old Trafford đến năm 35 tuổi. Matic gia nhập Manchester vào mùa hè 2017 với giá 40 triệu bảng từ Chelsea. Tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải đầu tiên với quỷ đỏ, nhưng sa sút trong năm tiếp theo và góp phần khiến huấn luyện viên Jose Mourinho bị sa thải. Trong những tháng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Matic cũng không được trọng dụng vì chấn thương và thể lực không đảm bảo. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, Matic chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân ở Brunei. Tuy vậy, tiền vệ người Serbia đã trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về, góp công lớn giúp MU thăng hoa và có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trên đấu trường. Hiện tại Matic hợp cùng với Paul Pogba và Bruno Fernandes tạo ra hàng tiền vệ rất mạnh cho quỷ đỏ. Đây được xem là lý do chính giúp Matic được MU trọng thưởng. Chia sẻ trong lễ ký hợp đồng mới với MU, Matic nói: "Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục được gắn bó với câu lạc bộ vĩ đại này. Là một cầu thủ, tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến và đạt được trong sự nghiệp. Được làm điều đó cùng với Manchester là niềm vinh dự lớn lao. Đây cũng là đội bóng rất thú vị được tham gia cùng. Chúng tôi đang có sự cân bằng tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm, cũng như sự đồng đều giữa các tuyến. Giai đoạn hiện tại rất quan trọng và chúng tôi đang chơi tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ nhất, qua đó làm cho những người hâm mộ tuyệt vời của Manchester cảm thấy tự hào." Trong khi đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng hết lời ca ngợi Matic. Ông nói: "Chúng tôi rất vui khi Matic ký hợp đồng mới. Tôi hiểu rõ kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và phẩm chất lãnh đạo của cậu ấy là tài sản vô giá với đội bóng non trẻ của chúng tôi. Matic có hàng tiền vệ mạnh mẽ và Matic là một phần trong số đó. Cậu ấy đã ở đây 3 mùa và thực sự am hiểu các giá trị của việc khoác áo Matic. Cậu ấy cũng còn nguyên khát khao và động lực thi đấu, điều rất quan trọng với chúng tôi trong việc chinh phục các mục tiêu mới." MU theo đuổi quái vật cơ bắp đắt hơn cả Pogba. Do không chắc của tay chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Dortmund, bánh đạo Manchester đã nhắm tới phương án dự phòng là tiền vệ Aaron Traore của Wolves. Tuy nhiên, để có được Traore thì quỷ đỏ cũng phải chi ra khoản tiền không phải nhỏ. Cách đây ít hôm, có thông tin cho rằng MU đã đạt được thỏa thuận với Sancho. Theo đó, ngôi sao 21 tuổi người Anh đồng ý chơi cho MU trong 5 năm để hưởng mức lương 140.000 bảng một tuần. Nếu đã tốt, Sancho có thể sẽ sớm được tăng lương lên thành 200.000 bảng một tuần. Vấn đề với MU là họ vẫn chưa thống nhất được với Dortmund về mức phí chuyển nhượng Sancho. Nếu như đại diện nước Đức treo giá Sancho tới 115 triệu bảng, thì phía MU chỉ chấp nhận chi ra số tiền tối đa là 50 triệu bảng. Nhìn chung các bên rất khó đạt được sự đồng thuận trong bối cảnh MU cũng như hầu hết các đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính do bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Theo giới truyền thông Anh, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng rất ghét Traore. Ông tin rằng nếu có được cầu thủ 25 tuổi người Tây Ban Nha đầy cơ bắp và tốc độ này, sức mạnh của MU sẽ được tăng lên đáng kể. Kể từ đầu mùa, Traore đã ghi được 6 bàn và đóng góp 12 lần kiến tạo cho Wolves ở mọi sân chơi. Traore là cầu thủ trưởng thành từ lâu đào tạo Barca và đã chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh được 5 năm. Nhờ thể phong độ ấn tượng, Traore đang được bánh nạo đội bóng chủ quản treo giá 90 triệu bảng. Trong trường hợp MU cắn răng chấp nhận mức phí mà Wolves đưa ra ở trên, Traore sẽ vượt qua Paul Pogba 89 triệu bảng để trở thành cầu thủ đắt giá nhất được quỷ đỏ tuyển mộ. MU bị cảnh báo về mục tiêu hot Jack Grealish. Huyền thoại người Scotland, Graeme Souness đã đặt dấu hỏi về phong cách thi đấu của Jack Grealish. Jack Grealish là một trong ngôi sao được truyền thông Anh ca ngợi ở mùa giải này. Cho dù thi đấu ở đội đứng áp chót bảng xếp hạng là Aston Villa, Grealish vẫn có 7 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân ở Premier League. Không những vậy, Grealish còn có một số thông số đáng chú ý khác. Tiền vệ 24 tuổi này chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất giải đấu, với tổng cộng 150 lần kiếm đá phạt cho Aston Villa. Bỏ xa người đứng thứ hai là Wilfried Zaha của Crystal Palace với 108 lần. Màn trình diễn của Grealish giúp anh được liên hệ với nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó đặc biệt là MU. Nhiều tin đồn cho rằng MU sẵn sàng chỉ động để chiêu mộ Grealish trong hè này. Thế nhưng, Graeme Souness lại lên tiếng đưa ra nhận định khiến người MU phải suy nghĩ. Huyền thoại người Scotland cho rằng Grealish bị phạm lỗi vì phong cách chơi bóng của anh quá dần dà và thiếu hiệu quả. Bình luận trên Sky Sports, danh thủ một thời của Liverpool nói: "Tôi không chắc Grealish có phải là cầu thủ thực sự xuất sắc hay không. Nếu tôi là cầu thủ, tôi không muốn mình trở thành người phạm lỗi nhiều nhất Premier League. Điều đó có nghĩa là tôi đã cầm bóng quá lâu. Nó cũng có nghĩa tôi không có tầm nhìn và sự bao quát đủ tốt, đồng thời có thêm các pha chạm bóng không cần thiết. Không có nghi ngờ về chuyện này, Grealish có khả năng. Cậu ấy ưa nhìn,
nhưng tôi chưa thực sự thuyết phục với những gì cậu ấy trình diễn. Để bảo vệ quan điểm, Remesonis lại thích thêm: tôi nghĩ bất cứ ai phạm lỗi nhiều như vậy đều do họ không quan sát đủ nhanh. Tôi là kiểu mẫu tiền vệ cổ điển. Vậy tôi có thích đối mặt với Greenwich hay không? Tất nhiên là có rồi. Greenwich cho phép tôi áp sát và đấu sức với cậu ấy. Tôi chỉ không muốn đối mặt với những người như Scholes, Xavi hay Iniesta. Họ quá nhanh, họ chuyền bóng đi chỉ sau 1 đến 2 chạm. Chủ tịch Barcelona tố va thiên vị cho Real Madrid. Chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu đã lên tiếng cáo buộc va ở La Liga luôn đưa ra các quyết định có lợi cho Real Madrid. Josep Maria Bartomeu cho rằng va nằm trong một hệ thống đang cố gắng đưa Real Madrid vượt qua Barcelona để giành chức vô địch La Liga mùa giải này. Sau khi Barca đánh bại Villarreal với tỷ số 4-1, Bartomeu đã đề cập đến các quyết định va trái ngược trong trận Real thắng Bilbao 1-0 trước đó. Trong trận đấu tại sân San Mamés, Real đã có bàn thắng duy nhất trên chấm 11m ở phút thứ 76 sau khi va quyết định cho họ được hưởng quả phạt đền. Trong khi đó, Bilbao hai lần bị va từ chối ở những phút cuối trận. Bartomeu nói: tôi đã xem trận đấu ở San Mamés gần hết hiệp 2. Tôi cảm thấy rất buồn bởi lẽ chúng tôi có giải đấu mạnh nhất hành tinh, nhưng va lại không còn giữ được sự công bằng sau đợt nghỉ dịch. Và đã thay đổi một số kết quả và họ luôn ủng hộ một đội duy nhất. Khi La Liga tái xuất, Barcelona đang hơn Real 2 điểm. Tuy nhiên họ đã để hòa đến 3 trận với Sevilla, Celta Vigo và Atletico Madrid. Từ đó bị Lốt Văn Cốt vừa lên dẫn lại 4 điểm. Đội bóng hoàng gia đã toàn thắng 7 trận khi trở lại và chỉ thủng lưới 2 lần. Đáng chú ý, Real đã hưởng phạt đền 3 trong 5 trận đấu gần nhất trong thời điểm bế tắc. Trước Real Sociedad, Espanyol, Bilbao, Ramos đều là người đứng lên sút 11m mở tỷ số cho Real. Trong đó hai trận Espanyol và Bilbao cùng kết thúc với tỷ số tối thiểu 1-0 cho Lốt Văn Cốt. Bên cạnh việc hơn Barca 4 điểm, Real còn hơn đối thủ này hiệu số đối đầu. Chính vì thế cơ hội cho Lốt Văn Cốt là ngôi vô địch đang trở nên rất rõ ràng khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng. Cầu thủ Barca nghe chỉ đạo của Messi và phớt lờ huấn luyện viên Setién. Ngoài bàn trình diễn ấn tượng trong trận đấu Barcelona hạ Villarreal 4-1 tại La Liga dạng sáng nay, Messi gây chú ý khi thể hiện quyền lãnh đạo của mình. Messi dù không ghi bàn nhưng đã lần lượt mớm bóng cho Luis Suarez và Antoine Griezmann lập công. Qua đó, Barcelona tiếp tục nuôi hy vọng mong manh đến chức vô địch La Liga mùa giải này sau khi chứng kiến Real có 3 điểm ở trận đấu sớm. Thế nhưng bên cạnh kết quả trận đấu, nhiều người hâm mộ chú ý chính là thái độ của các cầu thủ Barca với huấn luyện trưởng Setién. Sau trận hòa 2 đều thất vọng của Barca trước Celta Vigo tuần trước, tờ Marca tiết lộ nhiều ngôi sao phía gã khổng lồ từ Catalan đã chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật của ông thầy Setién, tạo nên không khí căng thẳng trong phòng thay đồ. Và trong trận đấu đêm qua, người ta đã chứng kiến các cầu thủ Barca lắng nghe những lời chỉ đạo của Messi thay vì huấn luyện viên Kike Setién, bỏ lại ông thầy phải im lặng trong bối rối, theo miêu tả của Daily Star. Các ngôi sao của Blaugrana lựa chọn cùng Messi thảo luận thay vì lắng nghe những lời của huấn luyện trưởng. Hình ảnh được chụp lại cho thấy ông Setién giống như bị cô lập. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha gây sốc khi loan tin Messi ngừng tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Barca và có thể ra đi vào hè 2021. Tuy nhiên, trước báo giới, ông Setién từ chối bình luận về vấn đề này. Nhà cầm quân này cũng khẳng định không hề có mâu thuẫn với Messi hay các học trò. Chelsea sẽ thanh lý 6 ngôi sao để dọn đường đón Havertz. Chelsea đang tìm cách bán 6 cầu thủ để tăng ngân sách chuyển nhượng nhằm thực hiện thương vụ chiêu mộ tiền vệ Kai Havertz của Leverkusen. Kiểu chuyển nhượng mùa hè tại Anh chưa chính thức mở cửa nhưng Chelsea đã nhanh chân mang về hai bản hợp đồng bom tấn Hakim Ziyech và Timo Werner. Hồi tháng 2 vừa qua, Chelsea quyết định chi 36 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ chạy cánh Ziyech. Mới đây nhất, The Blues thêm một lần phá vỡ giao kèo giữa Werner và RB Leipzig để mang tuyển thủ Đức Werner tới sân Stamford. Chủ sở hữu của Chelsea Roman Abramovich sẵn sàng ủng hộ Frank Lampard sau thành công đáng khích lệ ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng thành London. Sau hai thương vụ trên, bánh đạo đội bóng đang nhắm đến Havertz, người được Leverkusen định giá 90 triệu bảng như mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, trước khi tắt tay trong thương vụ Havertz, lãnh đạo Chelsea đang muốn thanh lý một số cầu thủ để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Theo truyền thông Anh, Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Tiemue Bakayoko, Kennedy và Danny Drinkwater là 5 trong số cầu thủ có khả năng sẽ được thanh lý. Emerson Palmieri là cầu thủ 6 trong danh sách và Inter Milan đã mở các cuộc đàm phán với Chelsea về việc ký hợp đồng với ngôi sao người Italia. Chelsea đã nhận được một vài sự thúc đẩy trong nỗ lực để biến Havertz trở thành bản hợp đồng thứ 3 của mình vào mùa hè. Cụ thể, Leverkusen thừa nhận họ có thỏa thuận để cầu thủ 21 tuổi này ra đi nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý. Chúng tôi có ý tưởng của mình, chúng tôi biết những gì Havertz có thể làm. Cá nhân tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ ở lại thêm một năm nữa, nhưng chúng tôi cũng đã có một thỏa thuận. Nếu nhận được lời đề nghị thích hợp, cậu ấy có thể ra đi vào mùa hè này. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Rudi Völler thừa nhận.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.